Đây. Bây giờ chúng ta cái phần header, ví dụ ở trong cái giao diện là Acha, chúng ta các bạn sẽ thấy có cái là size title này và logo này. Hai là cái menu này. Bây giờ chúng ta vào cái logo này nhá. Rồi cái phần là select logo. Bây giờ chúng ta cần phải có một cái logo cho website đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta thiết kế web thì nó là chúng ta tìm một cái logo, logo này, web đây, website, web design này, chọn hình ảnh, chúng ta tìm một cái logo thì xem nào. Thử chọn cái này xem nào. Website store. Chọn cái nào đó. Cái logo này thì rồi tùy các bạn nha, các bạn có thể sử dụng. Này, chúng ta chọn này cho nó đơn giản. Bạn có thể Google search, sau đó các bạn chọn một cái bất kỳ, hoặc là các bạn dùng Photoshop các bạn thiết kế ra. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một cái bất kỳ đây để chúng ta làm ví dụ cho nó thuận tiện. Cái bên xong này chúng ta không thể lưu được. Web design xem cái này. Mà cái này là có bản quyền là shooter. Bây giờ thử bằng cách chúng ta chụp logo vào logo. Chúng ta vào cái phần logo này, select logo này. Chúng ta upload cái này logo lên đây nhé. Logo đây. Select này. Chúng ta kéo lên nó to. Crop image này. Đó. Các bạn thấy là web design này, logo width này là cái rộng, độ 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 rộng của logo này, chúng ta thu nhỏ lại, to ra này. Style title chúng ta bỏ đi, ta cho cái logo to ra chút, để to hết cỡ rồi. Đó, không to được thêm này. Chúng ta để nguyên đây nhé. Đây là cái phần logo, ví dụ như là chúng ta cảm thấy được cái logo này được rồi thì các bạn kích vào cái public này. Nó sẽ lưu cái đặt của chúng ta lại, được chưa? Đây là đấy là xong cái logo nha, chúng ta quay lại này. Đây là cái phần menu, menu đây. Đây có phần quick, chúng ta thử co giãn nó xem nó có gì thay đổi kia không. Đây gì, chúng ta đặt về mặc định này. Cấu hình menu này, các bạn kích này, đây nhá, chúng ta quay lại này. Header builder này, quay lại đây này. Logo rồi đúng không ạ? Menu này, primary menu này. Đây chúng ta kích vào cái ở đây có hai cái tab này, một cái general, cái design, các bạn kích sang design thì nó có gì không này. Top offer này, border, corner radius, phone. Đây không có gì nhiều. Chúng ta quay lại cái general này. Kích vào cái phần confuse, chúng ta sẽ đến cái phần main menu ở đây. Cái phần main menu ở đây thì chúng ta sẽ có là menu chính này, chúng ta muốn chỉnh sửa cái menu này, ví dụ chúng ta muốn tin tức giáo dục pháp luật, chúng ta muốn chỉnh sửa nó thì là cái main menu của chúng ta đúng không ạ, tin tức quốc tế giáo dục pháp luật. Chúng ta không 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 cần nhiều các cái phần này đây, thì ví dụ như là chúng ta sẽ bỏ bớt đi.
remove đi này, remove đi, remove đi, remove đi, remove đi. Đó, sẽ xóa hết các cái menu bên này đi rồi. Để chúng ta sẽ thêm vào này. Ví dụ như là chúng ta sẽ tạo ra một cái home này, thêm cái home vào này. Thứ hai là chúng ta sẽ thêm một cái trang trang contact, trang liên hệ này. Liên hệ này. Đó, tạm thời chúng ta để hai cái nữa. Cái liên hệ này thì nó thế nào? Thế là khi click vào đây nó sẽ về cái trang có cái thông tin liên hệ của chúng ta. Còn cái home này thì khi click vào đây nó sẽ về cái trang chủ. Được. Paste. Label này. Paste. Location. Custom link. Cái page liên hệ, chúng ta sẽ có một cái page liên hệ đây. Ok, đây là cái phần tạm thời menu này nhá, chúng ta sẽ public này. Đó, ví dụ như đây chúng ta sẽ tìm xem là đây chúng ta lại có cái chúng ta sẽ có cái phần để thêm các cái biểu tượng không. Chọn cái ở đây, chọn lại cái header này, menu này, design, thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta không không các phần trong menu này chúng ta đang muốn tìm một cái biểu tượng để nó chèn đây, nhưng mà trong này nó không không có cái biểu tượng nào cả này. Cao này, chúng ta sẽ quay trở ra, quay lại menu này, header menu, block space. Ví dụ đây chúng ta cái home này, nhé, chúng ta muốn muốn đổi thành chữ trang chủ này cho nó. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần config, này, bên menu này, list. Đây chúng ta sẽ cái home này, đây, sửa chỗ này thành chữ trang chủ. Rồi, chúng ta public nha. Ấn public này nó sẽ lưu những cái cài đặt lại này, cài đặt của chúng ta lại. Nào, các bạn có thể tắt cái này đi này. Đó, nó sẽ trở về cái giao diện như này. Đây chúng ta ví dụ cái đây là cái cũ của chúng ta nha, các bạn load lại này. Đấy, dựa web design này, đây là cái logo này, trang chủ này, liên hệ này. Đang liên hệ trang nghệ gì chưa có gì, chúng ta sẽ thêm vào sau. Ví dụ như chúng ta muốn thêm một cái block vào đây chẳng hạn này, thì là các bạn muốn thêm một cái phần block vào đấy, các bạn vào cái phần menu ở đây, menu này, appearance, các bạn vào menu này, đây có cái phần main menu, đây có phần trang chủ liên hệ đúng không ạ, các bạn thêm một cái nữa vào. Đây chúng ta sẽ thêm vào liên hệ giới thiệu này, browse custom link này, block custom link, block local host config này. Block đây, đây là cái đường liên kết đến cái tạo đến một cái trang blog của chúng ta, hoặc là các bạn có thể vào phần page. Đây chúng ta tạo một cái page là blog, đó, thế thì tùy các bạn. Ví dụ như chúng ta muốn liên hệ, muốn
đặt đến một cái trang Facebook của chúng ta thì chúng ta có thể ghi là trong cái phần custom link này chúng ta ghi là bởi vì ở cái chỗ này nhé, chúng ta bình thường nếu mà chúng ta ở đây cái giao diện này nó cho phép không cho phép chúng ta tạo một cái icon đây, còn nếu mà có icon thì các bạn tạo một cái icon của fanpage đây, còn nếu mà không có fan fanpage thì các bạn có thể ghi là Facebook này, à các bạn ghi là fanpage luôn đây, bên đây là link Facebook đúng không ạ, http này sẽ đến com xin chéo tên của fanpage add vào cái menu này thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện đây này, anh chủ liên hệ, chúng ta add fanpage vào rồi thì chúng ta chưa save save vào save menu này lát này đấy dạ kinh đây. Bình thường đây chúng ta sẽ tìm cách chúng ta chèn đây cái biểu tượng cái fanpage thì nó sẽ đẹp hơn. Thì xóa xóa cái này đi nhé, mình xóa các bạn kích vào đây, remove đi, rồi chúng ta xếp vào, chúng ta loát lại này, rồi, tạm thời cái phần header chúng ta sẽ để như này, sang phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái cách nào chúng ta để cấu hình để cho cái header này nó đẹp hơn. Tạm thời chúng ta sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào các bạn.